ơi, tôi cảm ơn nhiều vì hai thùng sữa bà gửi tặng hôm bữa nha. Trời, có gì đâu chỗ bạn bè mà bà, đừng có khách sáo quá nè. Ừ, nhưng mà tôi sẽ biết ơn hơn nếu bà cho tôi sớm hơn 1-2 tháng, vì ngày mai nữa là hết đắt rồi. Hai thùng 48 hộp cả họ nhà tôi bu lại uống cũng không kịp. What? Khổ săn được shopper từ năm ngoái, giờ nó mới giao. Bảo quản tốt thì hết hạn sử dụng 1-2 ngày không sao đâu, mình uống suốt mình biết. Hả? Ra thế mới cho chứ nhà tôi mà đông người thì hơi đâu cho bà. À đâu. Mách nhẹ bạn cách xử lý sữa sắp hết hạn, mà cách này phải có thời gian, bạn rảnh thì hãng làm, bạn chịu khó khui hết ra, đổ vào nồi đun sôi rồi để lửa nhỏ tầm 5 phút, sau đó để nguội rồi đem đổ chứ sữa hết hạn uống thế nào được nữa. Thế lại giống anh công ty tôi rồi, cho cái bánh mì lúc 8 giờ hơn mà 10 giờ nó hết hạn, ông bảo em ăn nhanh đi không 10 giờ là hết hạn á. Cho hỏi sữa chua có đường mà hết đét thì dùng làm gì mọi người? Ăn đại đi chị, nghe nói đét nó ghi trừ hao vài ngày so với thực tế á. Chị táo bón. Wow. Hoài Lâm năm anh 16 tuổi yêu xin Di Lư 15 tuổi. Hoài Lâm 26 tuổi vẫn đang hẹn hò với cô gái 15 tuổi. 10 năm sau Hoài Lâm 36 tuổi vẫn chung tình với cô gái 15 tuổi. Nói cấm có sai, đàn ông chung thủy lắm, tới năm 60 tuổi vẫn yêu cô 15 tuổi thôi. Đàn ông chúng tôi rất chung thủy, năm 18 tuổi thích cô gái 18 tuổi đến năm 60 tuổi chúng tôi vẫn thích mấy em gái 18 tuổi mà. Vụ lang băm ở Bắc Giang không khỏi tố vì lần nào chữa bệnh, nạn nhân cũng có cả chồng đi cùng. Có số điện thoại của bác sĩ không ạ? Để tôi xin địa chỉ đơn vị thi công cách âm phòng ngủ với ạ. Chị dựa vào đâu mà nói thầy lang XYZ chị? Dạ em dựa vào thành tường ạ. Ôi trời ơi. Đọc báo mà cứ tưởng tượng đến cảnh phim, mất nét quá. Ngày trước đọc một comment trên TikTok, chị kia có duyên âm theo nên mời thầy rồi hỏi, sao lại theo tôi đẹp quá đúng không? Duyên âm trả lời, hợp mạng thì theo thôi chứ xấu thế này, còn sống là tao bỏ rồi. Hả? Ở một diễn biến khác, chị họ đêm nào cũng đi hứng nhựa chuối sau hè làm bùa yêu, nhưng chả được giọt nào. Có hôm chị mơ thấy có người đi từ sau hè đi lên, dẫn chị ra vườn chuối nói, miếng đất này đã từ rất lâu, đã rất xấu, dù ép buộc trồng cây khác vào, thì cây cũng không sống được, chỉ có cây chuối là tươi tốt sung xuê, cũng giống tình cảm vậy, không thể cưỡng cầu, dù có được nhựa chuối làm bùa yêu, thì cũng không có được trái tim họ, cháu rồi sẽ như miếng đất này, sẽ gặp được cây chuối dành cho riêng cháu. Chị tao hỏi lại, chuối, tại sao cháu lại gặp cây chuối, sao không phải là đàn ông? Tối đó con ma tìm bà nội, nó chặt lưỡi nói, con nhỏ cháu của mày, nó ế, không phải vì nó xấu không đâu, mà nó còn đần nữa. Ở một diễn biến khác, đợt đó bà chị tao ly hôn chồng, xong ai cũng kêu chắc là bị duyên âm theo phá, xúi bỏ chồng, lát hồi bà đi thầy. Bà thầy kêu con ma lên, nó khóc dưng dứt bảo thằng đấy khốn nạn thì bỏ thôi chứ nó thích chị tao nên nó theo bao nhiêu năm nay có làm gì sai đâu mà, mắc gì đổ thừa nó xúi bỏ chồng. Tắm cho thơm thôi mà, yên tâm đi nha. Ừ, thơm mồm mày. À, đôi khi tao cảm thấy nóng, nhưng tao cần bộ lông này, vàng xét. Nè Sen, nhà còn gạo không? Hết thì để tao đi vay. Xong, trang trí lá mơ cho xinh nhá.
Hứa chỉ tắm người ta thôi nhé. Thơm nhưng mùi xả tao sợ. Chị em nghĩ sao về việc yêu một người không có hoài bão, tháng hơn 25 triệu ngày qua ngày, cuộc sống như vậy liệu có đủ? Lương 25 triệu và hoài bão của anh ấy là kiếm cô vợ lương tháng trên 50 triệu, chịu thì chịu, không chịu thì chịu. Vậy bạn nghĩ sao về một người tháng 5 triệu nhưng rất nhiều hoài bão ạ? Tháng 25 triệu mà không hoài bão, hoài áp thấp nhiệt đới hả má? Sau nhiều năm cống hiến và nhận được quyết định tăng lương, mức lương cũ 4.696.000 đồng một tháng, mức lương mới 4.697.000 đồng một tháng. Nghĩ tăng 1k là số ít, chứ nghĩ 1 năm tăng 12k là số nhiều rồi. Tăng 1k là 1 năm 12 tháng cũng đờ xi 12k, còn đòi gì nữa? À đâu. Nếu biết vận dụng tốt, nắm bắt thị trường lên xuống thì 1 năm cũng kiếm được thêm nửa lít xăng. Ở Nhật còn có nhiều trường hợp tăng lên 1 yên xấp xỉ 200 Việt Nam đồng. Nếu mà so sánh thì Việt Nam mình tăng gấp 5 lần Nhật rồi. Đúng kiểu công ty đang thừa 1.000 đồng, không biết cho ai. Thảo nào, hôm nay đến nhà thằng bạn chơi thấy vợ nó ở trong đấy lâu vậy. Xịt này bắt chúng một lê thì có mà sáng mai nó mới ra nhé. Tôi bị chỉ, ngứa cứ phải dùng nó để gãi chỉ và tăng mức để nó nhấn chỉ vào. Tôi hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Phần trước là 27, số giữa là tổng của tích các số ở hai bên. Chúc mừng bạn Hen DJ đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Bạn dài lắm, tên tao là người có câu trả lời đi kèm với giải thích đúng và sớm nhất. Ngoài ra top 7 bạn sau cũng có câu trả lời đúng nhé. Sang Đông, Thợ Săn, Trần Nho Phát Lộc, Long Khánh, Huy Mi Lớp, Hiếu Ngô ở Phúc Lâm, Khoa Gaming. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.